Có thật xin gì đó. Quân, hãy giam cổ thạch chiến ngục tôi để gắn sang nghề máy ra tiên kiều về Mông Cổ. Không, em sẽ không về Mông Cổ, em sẽ không về Mông Cổ. A Khắc Thiên Kiều, nếu em không về thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình khủng khiếp nhất. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ. Về lại với quê. Một người xa lạ thôi hết
rồi. Anh chú Sa, yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây ta muốn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu, tuổi còn ấu thơ hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ gì vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu vì yêu. Còn nhớ anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa vào hẻm ra giờ biển sợ sao bỗng nhiên nghe lành ca tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn, lòng dùng tốt chờ nghe mềm yêu tỷ la.